Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn một cái phòng sau sinh ở bệnh viện Hùng Vương. Bệnh viện Hùng Vương là một bệnh viện sản khoa lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Và hy vọng cái clip này sẽ giúp cho các bạn một phần nào đó thông tin để các bạn lựa chọn cái phòng để sau khi vợ mình sanh có được một cái chỗ lưu trú tốt nhất. Thì theo thông tin tìm hiểu trên mạng thì bệnh viện Hùng Vương có một vài loại phòng cho các bà mẹ sau sinh, giá phòng dao động từ khoảng như là 200.000 cho đến phòng gọi là cao cấp nhất là như khoảng 3 triệu đồng một ngày. Thì mình vợ mình cũng mới sanh xong và trong cái sau cái thời gian mà nằm ở trong phòng hồi sức khoảng hình như là 10 tiếng đồng hồ thì cái người gọi là người hộ lý hay là người y tá trong đó họ sẽ tới và hỏi coi bạn muốn đăng ký cái phòng nào cho vợ mình sau khi mà hồi sức. Khi đó họ sẽ chuyển qua phòng đó sau quá trình hồi sức. Thì mình và vợ mình thống nhất là sẽ chọn cái phòng giá 1,6 triệu. Phòng 1,6 triệu. Bởi vì có phòng tập thể và phòng đơn thì như là từ phòng đơn thì giá nó từ 850.000 một ngày trở lên. Ngoài ra thì còn như có phòng 3 giường, 4 giường và 5 giường một phòng. Cái đó mình cũng không có hỏi kỹ. Tại em bé mình một phần là nó hơi ngại mấy bạn, nó nghe mấy bạn khóc là anh cũng khóc theo, nên mình sợ là nếu mà ở phòng tập thể thì ồn, em bé nó sẽ khóc nhiều, nên mình và vợ mình quyết định chọn cái phòng 1,6 triệu. Thì đây là cái phòng 1,6 triệu bệnh viện Hùng Vương, các bạn có thể xem thử, cái phòng cũng khá rộng rãi. Mình sẽ quay từ ngoài vô ha. Đây là cái tầng, đây ở trên tầng lầu 4 của bệnh viện. Thì lầu này vừa có phòng đơn và vừa có phòng kép nữa. Ở đối diện phòng mình thì có một cái phòng 5-6 giường nữa. Thì đây là cái cửa ra vào của cái phòng. Phòng này diện tích mình nghĩ là nó khoảng, không biết khoảng nhiêu ta, 3 nhân cho 4 hay 4, 5 gì đó, khoảng 15 m². Đó. Thì nói chung là ở trong phòng này theo nhận xét cá nhân thì nó khá yên tĩnh. Ở bên ngoài thì nó có bảo vệ túc trực, các bạn có phòng trực rồi bảo vệ. Họ cũng nhắc nhở bạn khá là kỹ để phòng chống kẻ gian vào, trà trộn vào, làm những cái điều không hay. Đây, đó, mình sẽ quay một vòng cho bạn thấy cái phòng. Đó, như bạn thấy thì sẽ có một cái giường cho thai phụ sau khi sinh và một cái giường cho người nhà thăm nuôi. Ngoài ra còn có cái ghế nữa, ghế dựa ở đây mà vợ mình đã lấy ngồi rồi. Đó, cái phòng này thì view của nó nhìn ra đường. Đây là đường Hồng Bàng nè, đó, các bạn thấy ở dưới là đường Hồng Bàng. Đây, đó, thì có rèm, có cửa chống mũi ha. Phòng này thì có máy lạnh các bạn, đây. Máy lạnh ở đây. Máy lạnh Daikin. Vừa có máy lạnh vừa có quạt trần luôn. Đây các bạn thấy không, có quạt trần ở trên phòng. Ngoài ra thì các bạn có một cái tủ lạnh mini. Tủ lạnh mini rồi một cái tủ đựng đồ và có tivi nữa, có một cái tivi ở góc này, tivi Asanjo. Thì cái kệ này thì các bạn có thể để đồ, tã, khăn giấy rồi đủ thứ đồ hết, cũng khá là rộng, có ngăn tủ ở dưới nữa. Thì ở trên tường thì cũng có một cái chai nước rửa tay tiệt trùng để cho ba mẹ hoặc là người thân vào thăm bé có thể rửa tay, bảo đảm an toàn cho em bé không bị nhiễm khuẩn. Đó. Thì cái giường này là cái giường của sản phụ đây. Đó. Có bậc thang leo lên. Giường này là tăng giảm chiều cao với nghiêng này nọ. Đó, đây là có một cái bàn để ngồi nè. Đó, đây là em bé thì không được, không có quay khu vực nhạy cảm. Đó, thì mình thấy cái phòng này nó khá là yên tĩnh với lại mát. Nếu mà có điều kiện thì các bạn nên chọn phòng đơn,
bởi vì phòng nhiều người thì mình nghĩ là nó sẽ ồn và không 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 tốt cho em bé, với lại người thân ra vào thăm nuôi thường xuyên nữa. Đây là công tắc, các công tắc đèn quạt trong phòng. Đây các bạn xem thử nhà vệ sinh ha, cũng khá sạch sẽ và thoáng. Hàng ngày thì đều có người lau dọn nha các bạn. À, nó có cả máy nước nóng nè. Đó. Có thùng rác đựng rác thải lây nhiễm và thùng rác đựng rác thải thông thường. Không có xà bông tắm nha các bạn, chỉ có xà bông sẵn, xà bông rửa tay thôi. Đó. Thì hàng ngày thì sẽ có người lau dọn, dọn rác, lau phòng. Đó, rồi vệ sinh cho em bé, tắm em bé, đi cấp thuốc này nọ. Đó. Thì ở bên ngoài á, đây mình sẽ mở cửa cho các bạn coi bên ngoài ha. Đây là bên ngoài nè. Phía ngoài thì có bàn ăn. Phía bên kia là phòng trực. Các bạn thấy không, phòng đối diện của mình là 8, 9, 10, 11, 12 là phòng ghép 5 người. Còn những phòng có một số là một người. Đó, thì đây cái ghế đây bạn. Cái ghế gỗ có tựa. Ở đây thì có mấy lớp bảo vệ nữa, các bạn khá yên tâm. Và mỗi người thăm nuôi sẽ cấp một cái thẻ đeo. Buổi tối thì chỉ có một người ở lại thôi. Nếu mà muốn thêm người thì phải đóng thêm khoảng 150 ngàn. Đó. Nhưng mình nghĩ một người là đủ rồi. À thì lúc mà nhận phòng xong thì các bạn sẽ có thể lên phòng trực. Và khi đó người ta sẽ cấp cho mình một vài cái dụng cụ, một vài cái thiết bị như là bình nước nóng nè, bình đun nước nóng nè, hai cuộn giấy vệ sinh, remote TV với máy lạnh, tại vì khi mà nhận phòng thì chưa có nhận remote, chỉ có mở cầu dao thôi. Khi mà các bạn nhận phòng rồi, các bạn lên phòng trực thì mới được phát giấy, bình đun rồi remote TV, tủ lạnh, remote TV với máy lạnh đó. Thì cái phòng nói chung là ok với mình. Người thân mình vào thì cũng thấy rất là hài lòng với cái phòng này. Bảo vệ thì lúc nào cũng đi nhắc là các bạn khóa phòng cẩn thận để phòng kẻ gian ha. Nên mình thấy cũng khá hài lòng. Có số điện thoại bảo vệ trên này nữa nè. Đó, các bạn thấy không? Cái phòng trực thì luôn luôn túc trực ha các bạn. Nên các bạn yên tâm, có vấn đề gì với em bé hay là với mẹ thì chỉ cần qua phòng trực thì thông báo thôi. Đó. Đó, đây là cái clip ngắn mình review về cái một trong những cái phòng hậu sản của ở khoa hậu sản bệnh viện Hùng Vương. Hy vọng cái clip này sẽ giúp cho mẹ và gia đình có một cái vốn thông tin cần thiết và hữu ích khi mà chúng ta lựa chọn phòng cho cái cuộc vượt cạn của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Chào các bạn.